Một cặp đôi lồng cu gáy cửa cá thì siêu thị lồng chim đã hoàn thiện xong nhé. Thì với mẫu này thì bên em thiết kế chân rơi và chân chạm hoa mai. Như đây mẫu lồng ở bên tay phải đây của em thì là chân bên em làm chạm rơi nhé. Lồng được thiết kế khung mây nan tre. Một cặp đôi vừa hoàn thiện xong, móc của chiếc lồng này sẽ là móc đồng nhé. Đây là mẫu lồng Hải Phòng. Đây mẫu bên này thì là mẫu chân rơi này. Thiết kế thì hai cái mẫu này thì giống nhau nhé. Nan thì bên em sử dụng nan lụi để cho nó khác biệt thôi. Còn hai mẫu thì nó như nhau cả. Anh em đặt mẫu nào thì liên hệ hoặc đặt cả đôi nhé. Bởi vì thông thường thì các anh em thường đặt một đôi hai kiểu khác nhau để nó có cái sự khác biệt một chút xíu. Lồng thì bên em có thiết kế hai lỗ đường thức ăn này, hai bên tiện lợi và tặng kèm một giọt thóc đẹp và đi kèm với lồng nhé. Đây anh em thấy phần nóc lan mây này. Lồng này thì thông thường hoàn thiện phải mất khoảng 20 ngày. Hiện tại thì bên em đang có sẵn một đôi nhé. Đầu tiên cho anh em nào đặt hàng chuyển khoản trong hôm nay thì để sở hữu sớm, vì thông thường em phải chờ tầm 20 ngày mới có. Đấy, thì mẫu lồng này thì do là khách có đặt trước bên em rồi, nhưng mà đi Campuchia gấp, thế nên là chưa kịp về. Thì hôm nay thì em ưu tiên cho anh em nào lấy trước, còn khách về thì bên em sẽ gửi sau. Đấy nha, cặp lồng cu gáy cửa cá quá đẹp luôn. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để sở hữu nha. Giá của sản phẩm là 2.100.000 đồng một chiếc. Đấy, anh em thấy lồng hợp lý thì đặt hàng, là kho quả đào xuôi nhé. Lồng nó rất là tiện, anh em chỉ cần tháo ba cái nẹp và ba bên ra là mình sẽ nhấc được khay đế và vệ sinh cho chim. Đây là lồng chân rơi. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp theo số là 0984 217 365 nhé.